Xin chào các em Trong video ngày hôm nay Thầy sẽ cùng các em đi chữa để kiểm tra giữa kỳ 2 số 1 Của môn toán 1 Được biên soạn theo chương trình kết nối chính thức với cuộc sống Trong phần số 1 Phần trắc nghiệm Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng Câu số 1 Số thích hợp điền vào ô trống Đề bài cho ô trống dấu hỏi chấm gồm có 3 chục Và 6 đơn vị Như vậy chúng ta thấy rằng 3 chục Như vậy chữ số hàng chục sẽ là 3 và chữ số hàng đơn vị là 6. Như vậy đáp án của chúng ta sẽ là đáp án B, 36. Các em khoanh tròn vào B. Câu số 2, số lớn nhất trong các số 65, 32, 71, 54. Thì chúng ta thấy rằng cả 4 số này đều là số có hai chữ số. Như vậy chúng ta chỉ cần so sánh chữ số hàng chục thì chúng ta thấy rằng trong 4 số thì số 7 sẽ là số lớn nhất. Do đó đáp án của chúng ta sẽ là số 71, đáp án C, các em khoanh vào C. Câu số 3, hình bên có bao nhiêu hình tam giác? Thì chúng ta sẽ nhìn vào hình bên này. Hình bên của chúng ta sẽ được đánh số theo thứ tự 1, 2, 3. Thì bước đầu tiên chúng ta sẽ đếm các hình tam giác tạo bởi một mảnh ghép thì chúng ta sẽ có hình tam giác số 1. Đó là hình tam giác màu xanh. Hình tam giác số 2 đó là hình tam giác màu màu vàng hình tam giác số 3 đó là hình tam giác màu màu hồng. Chúng ta đếm các hình tam giác tạo bởi hai mảnh ghép chúng ta sẽ có hình tam giác số 1 và số 2, 1 cộng 2, đúng chưa? Đó là hình tam giác màu xanh và màu vàng tạo thành một hình tam giác. Hình tam giác tạo bởi màu vàng và màu hồng chúng ta có hình 2 cộng 3. Và chúng ta có một hình tam giác tạo bởi 3 mảnh ghép, đó là hình tam giác to này, tạo bởi 3 mảnh ghép 1 2 3. Chúng ta có một hình 1 cộng 2 cộng 3. Như vậy chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy chúng ta sẽ có 6 hình tam giác. Các em khoanh vào đáp án D. 6 hình tam giác. Câu số 4. Đề bài hỏi độ dài của cục tẩy hình bên. Chúng ta có cục tẩy này. Cục tẩy đây. Đấy, cục tẩy gồm hai đầu trắng này. Và ở giữa là cái tấm giấy. Đấy, tấm giấy bọc đúng không? Và đề bài cho mỗi một cái ô vuông như này. Mỗi một ô này sẽ có độ dài 1 cm và đề bài hỏi độ dài của cục tẩy thì chúng ta thấy rằng độ dài cục tẩy này nó gồm có 1 ô vuông, 2 ô vuông, 3 ô vuông đúng chưa? Nó gồm có 3 cm như vậy chúng ta sẽ có đáp án C 3 cm. Câu số 5, Nam có 32 viên bi, Hoàng có 26 viên bi, hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi? Đề bài hỏi cả hai bạn, do đó chúng ta thực hiện phép tính cộng Như vậy chúng ta sẽ thực hiện phép tính cộng Số viên bi của Nam là 32 viên Cộng với số viên bi của Hoàng là 26 viên Chúng ta cộng này 2 cộng 6 thì bằng bằng 8 3 cộng 2 thì bằng bằng 5 Như vậy cả hai bạn sẽ có tất cả 58 viên bi Vậy đáp án của chúng ta sẽ là đáp án A Các em khoanh vào A Câu số 6 đề bài hỏi hỏi số liền trước của số lớn nhất có hai chữ số khác nhau thì bước đầu tiên chúng ta phải xác định số lớn nhất có hai chữ số khác nhau đó sẽ là số 98, số 9 và số 8, vậy ta có số 98. Như vậy đề bài hỏi số liền trước của số lớn nhất có hai chữ số khác nhau, tức là đề bài sẽ hỏi số liền trước của 98. Như vậy chúng ta sẽ có 98 chính là số 97. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là đáp án B các em khoanh ở B. Như vậy, chúng ta đã vừa nhanh chóng hoàn thiện 6 câu của phần trắc nghiệm. Chúng ta sang phần 2, bài số 1, viết số hoặc cách đọc thích hợp. Số đầu tiên, số 54, vậy chúng ta sẽ đọc 54. Số tiếp theo số 78 Vậy chúng ta sẽ có số 78 Số tiếp theo 92 Vậy số đó sẽ có hàng chục bằng 9 và hàng đơn vị bằng 2 Số này sẽ là số 43 Và số 85 Số 85 31 và chúng ta sẽ có số hàng chục bằng 3 và hàng đơn vị bằng 1. Như vậy chúng ta đã nhanh chóng hoàn thiện xong bài tập số 1. Chúng ta sang bài số 2, đề bài yêu cầu đặt tính rồi tính, chúng ta sẽ đặt theo cột dọc và khi đặt chúng ta nhớ phải đặt hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị và hàng chục thẳng hàng chục. 15 cộng 4 Chúng ta thực hiện cộng 5 cộng 4 bằng 9, 1 hạ 1. Và chúng ta được kết quả bằng 19. Ý tiếp theo, 38 trừ đi 7. 8 trừ đi 7 thì còn 1, 3 hạ 3. Chúng ta được kết quả 31. Ý tiếp theo, 25 cộng với 31 là? Chúng ta thực hiện cộng 5 cộng 1 bằng 6 2 cộng 3 bằng 5 Vậy chúng ta được kết quả 56 Ý tiếp theo 26 cộng với 53 Chúng ta thực hiện cộng 6 cộng 3 bằng 9 2 cộng 5 bằng 7 Vậy kết quả của chúng ta bằng 79 như vậy chúng ta đã vừa hoàn thiện xong bài tập số 2. Chúng ta sang tiếp bài tập số 3, đề bài số hỏi chấm, có nghĩa rằng đề bài yêu cầu chúng ta điền số thích hợp vào trong các ô trống để chúng ta được một phép tính đúng. Câu 3, chúng ta có 19 trừ đi ô vuông thì bằng 10. Vậy chúng ta sẽ thực hiện ra ngoài nháp như sau, chúng ta có 19 trừ đi một số nào đó cần tìm thì được kết quả bằng bằng 10 Chúng ta thấy này 9 trừ bao nhiêu để bằng 0 nhỉ À 9 trừ đi chính nó Tức là 9 trừ 9 Thì bằng 0 1 hạ 1 Như vậy chúng ta thấy rằng số cần tìm sẽ là số 9 Vậy chúng ta điền số 9 Ý tiếp theo Ô vuông cộng với 30 Thì bằng 40 Vậy chúng ta sẽ có một số cần tìm Cộng với 30 thì chúng ta được kết quả 40. Chúng ta xem số nào cộng với 0 thì bằng 0. À, chúng ta có số 0 cộng với 0 thì bằng 0. Mấy cộng với 3 thì bằng 4. Và chúng ta có 1 cộng 3 thì bằng 4. Như vậy, ý tiếp theo chúng ta sẽ điền số 10. 76 cộng với 21. Vậy chúng ta thực hiện 76 cộng với 21. 6 cộng 1 bằng 7, 7 cộng 2 bằng 9, vậy chúng ta điền số 97. Ý tiếp theo, 64 trừ 4 cộng với 37, vậy chúng ta thực hiện xem 64 trừ 4 bằng bao nhiêu trước này. 64 trừ đi 4, chúng ta thực hiện 4 trừ 4 thì còn 0, 6 hạ 6, chúng ta được kết quả bằng 60. Sau đó chúng ta thực hiện 60 cộng với 37. 0 cộng 7 thì bằng 7. 6 cộng 3 thì bằng 9. Vậy chúng ta được kết quả bằng 97. Các em điền số 97. Ý tiếp theo chúng ta thực hiện 40 cộng 6 trước. 40 cộng với 6. 0 cộng 6 thì bằng 6. 4 hạ 4 được 46. Chúng ta thực hiện 46 cộng với 13. 6 cộng 3 thì bằng 9, 4 cộng 1 bằng 5, như vậy kết quả bằng 59, chúng ta điền số 59. Ý tiếp theo, 38 trừ đi 6 chúng ta thực hiện. 8 trừ đi 6 thì còn 2, 3 hạ 3. Sau đó chúng ta thực hiện 32 Chứ đi 2 2 2 thì còn 0, hạ 3 xuống và chúng ta được kết quả bằng 30. Như vậy chúng ta đã vừa nhanh chóng hoàn thiện xong bài tập số 3. Chúng ta sang tiếp bài tập số 4. Vườn cây ăn quả của nhà Mai có 43 cây cam và 30 cây bưởi. Hỏi vườn nhà Mai có tất cả bao nhiêu cây ăn quả? Đề bài yêu cầu câu A: viết phép tính thích hợp Chúng ta biết rằng ở vườn nhà Mai có 43 cây cam Có chục cây bưởi, chục chính là 30 Và đề bài hỏi vườn nhà Mai có tất cả và chúng ta thực hiện phép tính cộng Nhà Mai có 43 cây cam chúng ta thực hiện 43 cây cam Cộng với chục cây bưởi chính là 30 và chúng ta cộng với 30 bằng Chúng ta thực hiện ra ngoài nháp 43 cộng 30 3 cộng 0 thì bằng 3. 4 cộng 3 bằng 7. Như vậy chúng ta được kết quả 73. Ý B trả lời chúng ta sẽ trả lời rằng vườn nhà Mai có tất cả 73 kênh quả. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thiện xong bài tập số 4 cũng chính là bài tập cuối cùng của đề kiểm tra giữa kỳ 2 số 1 này rồi. Hẹn gặp các em ở trong video tiếp theo. Xin chào.